Thế không có đường để đi hả bố? Đường ở trên mặt nước ấy con. Nhưng con chưa biết bơi, con chưa cho chuồn chuồn cắn rốn. Con sẽ phải biết bơi, con phải biết chèo thuyền nữa. Thì mình có về quê không hả bố? Không con ạ. Thế cứ đi mãi hả bố? Con không được về với các bạn à? Sau mùa xuân, khi trời bắt đầu ấm, bố tôi đưa tôi đến đồng hoang. Khi ấy, tôi mới là cô bé lên 10. Đây hả? Cái này á? Phản ơi, lẽ ra mày phải lên tiếng từ ngoài bến chứ. Thôi được, vào nhà đi. Di ơi, làm cơm đãi khách nhá. Sao? Lại bị thằng Câm giật mất áo hả? Thôi, cho người ta. Ở đây chẳng ai cho ai cái gì cả. Tao đi đòi lại cho. Thôi, mình vẫn còn một bộ mà. Hai bố con cứ ở lại đây ăn cơm. Cơm chín, cứ việc ăn. Đây, áo của mày đây. Tao phải dọa chặt tay nó mới trả đấy. Mẹ nó, đã bị cắt tay một lần vẫn chưa chừa. Mày cũng phải tập dần tính dã man đi. Thế mới sống ở đây được.
Chắc từ sáng tới giờ chưa hột cơm nào vào bụng chứ gì. Mình không đói lắm. Mày không ăn cũng phải để cho con gái mày ăn chứ. Nhìn nó kìa, sắp lả đi vì đói rồi đấy. Ăn đi con. Vâng ạ. Nào, mừng gặp mặt. Thế là mày đã nghe tao. Đến chốn đầm hoang này, mày muốn có đất, sẽ có đất cho mày. Nghe nói cậu có một đứa con trai. Nó đâu? Nó đang ở dưới bếp ấy. Nó vừa đi chợ về. Thế chị lúc nãy? Con Di, nhà nhánh đầm bên kia. Nếu không có con mèo hoang ấy, tao cũng quên béng mất mình là thằng đàn ông. Hôm nào tao dẫn mày sang bên ấy, no cơm ấm cật rồi, phải tìm đến nó. Ở đây khối thằng đàn ông tìm đến nó đấy. Ăn đi con. Mày để cho Châu ăn lúa, lấy gì đền cho người ta, thằng không cha không mẹ kia. Bán cả mày đi không đủ tiền đền người ta. Tao sẽ cho mày đứng đây suốt đêm. Tao chỉ muốn trở về cái đất ấy, đạp lên mặt những đứa đã khinh rẻ, đánh đập dân ngụ cư chúng mình. Mặt chúng nó phải lệnh van. Thôi, chuyện qua lâu rồi, thủ oán mà làm gì. Nghèo đói sinh ra độc ác với nhau. Uống đi mày. Ở đây không có thằng nào dám lên mặt khinh rẻ tao với mày đâu. Thứ này để bán thú rừng. Còn cái này để ném cá. Bố ơi, bố lại đi đâu? Bố phải đi với chú Phàn xem đất. Bố đi đâu cũng cho con đi theo cơ mà. Nhưng hôm nay thì con phải ở đây. Con đi với. Không được đâu con ạ. Con phải ở nhà. Tuân, ở nhà trông em. Từ giờ mày có thêm một đứa em. Con bác Thảo đây.
anh cũng biết nấu cơm à? Cái gì cũng phải biết thì mới sống được. Ai dạy anh thế? Bố. Này, sao mặt mũi nó thâm tím xây sát thế? Đánh nhau. Lần nào ra chợ nó cũng phải choảng nhau mới mua được muối. Thế không ai can à? Kệ nó. Có như thế lớn lên nó mới sống được ở cái vùng đầm hoang này. Sao ở lác đác thế này? Mỗi đứa một khoảng. Thằng nào mạnh chiếm được bao nhiêu đất thì cứ chiếm. Tự do trời nước đất đai. Chẳng đứa nào quen thân với đứa nào. Thế lúc ốm đau hoạn nạn? Khi nào chết hẳn hay, toàn kẻ lang thang phiêu bạt tứ xứ đến. Không quê hương, không hộ khẩu. Tao cho mày quả đồi này. Đây, công cụ khai hoang của mày. Cứ làm đi. Nếu thích, tao cho mày thêm quả đồi khác. Chưa còn gì nó sẽ đưa mày về. Nếu muốn, mày ở lại với nó cũng được. Định sống bằng nghề phát nương trồng dẫy à? Sao lại không? Đất tốt như thế này cơ mà. Ăn cắp sống thích hơn. Lên rừng, săn thú, xuống đầm đánh mìn giết cá. Thế không là ăn cắp à? Bây giờ chả ai sống tử tế như anh nữa đâu. Thôi, ta về. Anh cũng thích à? Rồi anh cũng chẳng khác gì cái lũ đàn ông ở cái đầm hoang này. Bây giờ thì anh tự tìm đường mà về. Tưởng luôn bên ấy với con gì không về nữa. Đầm rộng quá, lạc lung tung cả. Cho cậu ít cá, phơi khô để ăn dần. Hết muối rồi. Tiên sư mày, nói với tao thế à? Hết muối, để bác đi mua cho. Việc của nó. Anh cho em đi mua muối với. Biết gì.
Kiểu này cả tạ thuốc nổ mới có cá. Cậu cầm giúp mình ít tiền trong thời gian ăn chung. Cái gì? Tiền hả? Mày cứ cầm lấy, tao cần đếch gì tiền. Ở đây có gì ăn đấy. Tối nay tao sang bên con Di. Thằng Tuân về kệ nó. Tối nay mình muốn ra đồi. Mê đất rồi hả? Tối nay cứ ra đấy mà ngủ. Nhà cửa cứ để đấy. Ở đây chả có ma nào dám mò vào đâu. Bố ơi, cho con đi với bố nhá. Tất nhiên rồi con ạ. Bà bán cho cháu ít muối. Sao đi chợ muộn thế con? Thằng Đồng ngoan này chúng mày ơi. Anh chết thằng Đồng ngoan đi. Con không buồn ngủ à? Không ạ. Đi ngủ lấy sức, mai còn phát nương con ạ. Thế những ông sao kia mà rơi xuống đây thì làm sao hả bố? Nó sẽ tắt. Thế sao những hạt mưa rơi xuống đây lại không tắt? Vì hạt mưa ăn được. Uống được chứ? Uống được. Phải, đây sẽ là nhà mình không hả bố? Đây sẽ là nhà của chúng ta. Thế không phải ở nhờ như dưới quê nữa hả bố? Không con ạ. Đây sẽ là nhà của chúng ta. Thế thì phải làm nhà thật to vào bố ạ. Ừ. Trước hết phải làm tạm một túp lều đã. Tôi đã đi hỏi ý kiến của những người trong họ. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, chúng tôi đồng ý cho anh đem chôn chị ấy trong khu mộ họ nhà chúng tôi. Khi nào anh tìm được đất ở thì anh đem chị ấy đi. Lại đi tắm à? Không khỏa xuống nước, con mà có chửa với các ông à? Con đi. Cả trăm thằng vào chặt gì.
à bố? À, bố không thấy buồn ngủ. Bố phải ngủ mới có sức mà phát cây chứ. Con có buồn không? Không bố ạ, bố có đất là con mừng rồi. Con biết không, cứ phát hết chỗ cây nào, ta lại có thêm đất chỗ ấy. Thế thì con cũng sẽ không ngủ nữa. Ăn cơm nè. Bố con cháu vất vả vì bác quá, bao giờ bác trả được ơn. Bố bảo ở đây luôn giúp bác phân nương. Hết cả nước uống rồi, để bác đi lấy nước đã. Anh bị ngã đâu à? Đi chợ. Đi chợ bị ngã à? Đánh nhau. Anh thích đánh nhau à? Chúng nó thích. Anh ngồi xuống đây. Hôm nào anh đi chợ cho Nhành đi với, để Nhành bảo chúng nó. Con gái biết gì. Con ơi, con đã ăn uống gì chưa? Chưa bố ạ, nước đâu hả bố? Không uống được, nước ở đây không uống được. Nhưng con khát lắm rồi. Ở đây nhà ai có giếng không? Mọi người ở đây đều ăn nước đầm. Nước đầm không ăn, không uống được. Mọi hôm mình vẫn uống đấy thôi. Con khát lắm bố ạ, từ sáng tới giờ. Không ăn, không uống được nước này đâu con ạ. Để bố đi tìm nước cho con. Nhà lão Chu có hồ nước bé tí, lão lấy nước để sắc thuốc. Sang lão ấy xin một ít nước để uống, lão ấy có cho không? Không biết, lão chả chơi với ai cả. Nếu con khát nước, chờ bố đem nước về. Cấm không được uống một giọt nước đầm nào đấy. Đi Tuân. Con không nghe, bố về bố đánh chết đấy. Dạ thưa cụ. Thưa cụ, anh sợ đống xương người dưới đầm chứ gì? Dạ. Đó chỉ là hình bóng của những gì tan biến đã qua từ lâu rồi. Cháu sợ. Anh sợ cho người khác phải không? Dạ. Cháu sợ con gái cháu uống phải nước đầm. Theo ta. Ta sẽ tìm mạch, đào cho anh cây giếng chỗ anh ở. Còn bây giờ thiếu nước uống, cứ sang đây ta cho. Xin cụ. Thưa
cẩn thận, đừng phí nước. Buông đi, nước ngọt lắm. Cháu uống đi. Uống nước đầm quen rồi. Phải đào giếng thôi, nước đầm không dùng được đâu. Từ nay con không được xuống đầm tắm nữa nhé, để bố xin nước về cho con tắm. Mưa xuống là ta có thể trồng trọt được rồi. Nhanh thế hả bố? Lửa sẽ dọn sạch đất đai cho chúng ta. Bố ơi, bây giờ thì con thèm tắm lắm. Hay là con nhảy xuống đầm nhé. Con biết bơi rồi, anh Tuân bảo là con bơi chó. Nước này con không tắm được đâu. Nhưng con không chịu được nữa rồi, con ngứa và hôi lắm. Con đất trồng à bố? Rồi ta sẽ trồng gì à bố? Trồng lúa, sang năm trồng sắn. Rồi trồng gì nữa? Chỉ cần trồng xong từng ấy, bố cũng đã đủ nuôi con trong 3 năm. Cô Di ơi! Ai gọi đây? Sao không vào nhà đi? Con đứng đấy làm gì? Cô Di ơi! Anh Thảo à, vào nhà đi anh. Cô có nước để tắm không? Anh làm sao thế? Muốn thì cứ nói thẳng ra. Tôi muốn xin nước cho cháu nhà anh tắm. Nước đầm tôi sợ lây bệnh. Anh rõ lẩm cẩm. Người ta chết từ đời tắm hoánh nào rồi. Chúng tôi vẫn ăn, vẫn tắm bằng nước đầm. Có làm sao đâu. Tôi không dám cho cháu tắm bằng nước đầm. Cũng tính định đào giếng, nhưng chưa làm kịp. Có ít nước mưa, anh đem về mà tắm cho cháu. Tôi tưởng cô Di đào giếng hay tắm ở suối nào, thì tôi đưa cháu đến tắm. Anh cứ đem về mà tắm cho cháu. Anh mà từ chối là tôi giận đấy. Con cũng được tắm nước mát như thế này thì thích quá. Nhất định thế con ạ. Hàng ngày con sẽ có nước sạch để tắm. Cầu trời cho chúng con một mùa nữa tốt. Tiếp quả núi khác. Để hết quả núi nữa thì ta lại trồng tiếp quả núi nữa. Thế trồng lúa hết núi hết đất thì ta sẽ mua một cái máy bay để đi thăm lúa. Nhưng ai lấy máy bay cho? Những đứa cháu của con.
thì con phải lấy chồng à? Ở đây thì con lấy ai? Con phải lấy anh Tuân à? Dì ơi, có nhà không? Dì ơi, có nhà không? Còn đi, lại đi hoang. Sủa cái gì thế? Sao không thấy sang? Có bạn anh ở đấy. Cô mà còn ngượng á, quên cái thằng gà trống nuôi con ấy đi. Nó ở bên đồi hoang rồi. Vẫn đi đánh mìn à? Cùng một cái, khối cá. Anh làm thế, tiệt hết cá. Kệ mẹ chúng nó. Đứa nào đến sau ấy, thì hớt nước mà nấu riêu. Cô không thể có con à? Anh thích có con à? Có mà điên à? Một thằng con hoang, vợ bỏ lại, đã quá tội nợ rồi. Đấy là tôi hỏi cô như thế thôi. Anh bạn của anh, trông cũng tồi tội nhỉ. Cô lại để ý đến nó à? Thằng đàn ông nào mà tôi chẳng để ý. Tôi nói là đứa con gái bạn anh. Không khéo nó lại giống tôi. Anh có định ở đây lâu dài không? Dạ, bố con cháu còn biết đi đâu nữa. Nếu anh định ở đây cả đời thì đào chỗ ta cắm vải đỏ, chỗ đó hơi sâu một tí. Còn nếu định ở đây tạm thời thì đào chỗ ta cắm vải xanh. Cháu sẽ ở đây. Mời cụ vào xơi nước ạ. Ta đuối sức rồi, cho ta về nhà. Để cháu đưa cụ về. Khỏi. Đừng động vào ta. Đã dậy rồi à? Mặt trời đã lên cao cả con sào. Ở lại lúc nữa đã. Khéo không cá chìm hết thì lặn ốm. Thôi, để tiền lại làm gì? Ra chợ mua cho cân gạo nếp. Để làm gì? Dỗ bố. Phải đào sâu thế này hả bố? Đào càng sâu thì nước mới trong. Nhưng con thấy nước rồi đấy thôi. Nước này chưa tắm cho con được.
Đào giếng làm đếch gì? Chúng tao ở đây ăn nước đầm vẫn sống nhăn răng ra đây này. Mắm muối của cậu đây. Bố con tôi mang ơn cậu nhiều quá. Vẽ. Khách khí như dân ở phố. Ở đây thích thì cho, thích ấy thì cướp. Mày thấy đấy, con gái mày có hơi gạo hơi cá vào, trông phồng phao tươi tỉnh ra hồn người chưa? Ở đây chỉ sợ không có sức mà làm. Mày nói không đúng. Ở đây sợ không có sức mà ăn. Mày cứ nghe tao, làm vài đợt cá, vài đợt gỗ là thừa tiền tiêu. Thế thì chả mấy chốc mà cạn kiệt nguồn sống. Kệ mẹ nó, cứ biết sống cái đời chúng ta đã. Bao giờ nó cạn kiệt, tao và mày đã đi chỗ tổ rồi. Để tao bảo thằng Tuân sang giúp mày. Xem ai nằm giữa, ai nằm ngoài nào. Anh không biết Oản à? Đây này này, đây là búa, đây là kéo, còn đây là lá, lá bọc được búa. Thôi, muộn rồi, ngủ đi các con. Đi ngủ sớm thế. Cô gì đây à? Ở đây chả có gì vui cả. Đi ngủ sớm, ngày mai còn lên nương. Có ít xôi cúng, mang cho hai bố con anh. Xin cô. Anh yêu con gái quá nhỉ? Con không yêu thì yêu ai? Cháu là tất cả đối với tôi đấy. Bố tôi ngày xưa cũng nói thế. Ngày xưa cô cũng có bố à? Nhanh, con không được nói thế. Cô Di cho này, các con ăn đi. Tôi về đây. Anh không khinh tôi chứ? Cô Di cứ coi bố con tôi như hàng xóm. Cần gì giúp đỡ, cô Di cứ nói. Anh đừng để con gái anh mất bố. Nó sẽ trở thành người đàn bà hoang như tôi đấy. Tuân, vào nhà đi. Lần sau con... Thôi được. Bố sẽ làm chỗ tắm cho con. Con lớn rồi, lần sau tắm phải kín đáo. Lần sau em tắm, con không được nhìn.
nghe Phàn nói cô Di ốm. Tôi có ốm bao giờ đâu. Không muốn tiếp anh Phàn nên tôi nói thế. Anh vào nhà đi. Em chả thấy gì cả. Tối quá. Vẫn chả thấy gì cả. Anh thấy thế nào? Không biết. Có đắt không? Thế lần này không phải đánh nhau nữa à? Chúng nó không dám. Để sáng mai em kẹp rồi em ra soi ở giếng. Sao bố vẫn chưa về nhỉ? Hay là cô Di giữ bố ở lại rồi? Cô Di rất là hư hỏng, anh có biết không? Phải sang gọi bố về thôi. Bố ở đấy rồi bố lấy cô Di làm vợ là không được đâu. Sung sướng quá. Tình cảnh của bố con anh cũng giống như tình cảnh của bố con em lúc mới đến đây. Anh đừng để con gái anh trở thành một người đàn bà như em. Em làm sao? Em là đứa hư hỏng. Thu hoạch xong vụ lúa này, anh sẽ đưa con lên huyện học. Ở quê không có đất sống, nó phải bỏ học dở trường cũng tội. Rồi cuộc sống sẽ khá hơn. Đầm hoang sẽ không còn là đầm hoang nữa. Từng này người sống với nhau còn như ác thú. Kéo đàn kéo lũ về đây mà giết nhau à? Em không thích có nhiều hàng xóm à? Chỉ mình anh là đủ. Cô Di ốm, bố sang chăm cho cô ấy. Con nghe thấy tiếng cô ấy cười to lắm. Mà con chẳng biết. Lúa chín lúc con đang ngủ. Lúa nhiều thế này, nhà mình để đâu cho hết? Hạt lúa này sẽ nuôi con ăn học đấy nhành ạ. Thế là không lo đói nữa bố nhỉ? Không đói nữa, không nghèo nữa. Chúng ta sẽ sống ở đây. Sao bố lại khóc? Bao giờ gặt hả bố? 3 hôm nữa. Để bố đi sắm ít đồ dùng gặt lúa. Ở đây chẳng ai có cả. Sao họ không trồng lúa hả bố? Họ ăn những gì có sẵn ở đầm hoang. Dạo này bố với cô Di là hay sang thăm nhau lắm đấy. Chú Phàn bảo cô Di là yêu tinh,
Ai mà đến gần cô ấy là bị cô ấy quấn cho không chạy được đâu. Con đừng nghĩ ác cho cô ấy. Cô ấy rất thương con. Con biết rồi, cô ấy thương con để rồi dần dần làm mẹ con chứ gì. Sao bố bảo bố sẽ về quê bốc mộ mẹ lên? Để gạt xong nhé, bố sẽ về quê đưa mẹ lên. Cháu biết ông ạ. Khi ta bằng tuổi cháu đây, ở đầm hoang này thú rừng về ở lẫn với người. Cá dưới đầm muốn ăn lấy cành cây đầm, hay lấy rổ xúc. Tội cho cháu, khi cháu đến đây mọi thứ đã cạn kiệt cả rồi. Anh là người đầu tiên phá bỏ cái lệ bất thân bất cầu. Lâu lắm rồi ta mới có khách đến thăm, được vài người như anh có tình làng nghĩa xóm để sống với nhau. Ăn đi cháu. Anh định để con gái anh sống ở đây như bọn ta? Dạ, cháu định sau vụ gạt này cho con gái lên huyện học. Anh nghĩ thế là phải. Sống ở đây không khó, nhưng sống nên người mới phải lo. Cháu sang hỏi cụ, cụ có đồ nghề gì gặt lúa không ạ? Cháu mới lên đây, việc gì cũng phải làm từ đầu. Ở đây không ai sống bằng nghề nông cả. Cả ta cũng chỉ là người trú ngụ bất đắc dĩ. Dạ, xin cụ tha lỗi ạ. Anh đừng lo nghĩ về ta. Anh đến thăm ta, nhờ ta giúp đỡ. Ta cũng thật bụng với anh. Trước, ta làm cướp, làm phỉ, rồi bị một cô gái cắt đứt hai gót chân ta. Muốn ta sống cho lương thiện. Sao anh không sang? Em nấu cả cháo gà đấy. Con chưa ngủ. Em bơi từ bên ấy sang à? Thuyền đâu? Em bơi quen rồi. Từ ấy sang đây có một đoạn thôi. Ngay đây được không? Em thiếu đàn ông không chịu được à? Em muốn anh cho em một đứa con. Em không muốn sống như trước nữa. Anh không muốn à? Hay sang bên ấy? Thôi, để mai. Mai thật nhá. Con lại dặn bố thế. Mua xong mấy thứ để gặt là bố sẽ về ngay với con. Bố xa con lâu làm gì? Tự nhiên con không muốn bố đi nữa. Con lên nhà đi. Lần này bố sẽ về sớm. Bố sẽ về ngay với con. À, bố sẽ mua sách cho con nữa. Con về đi, bố sẽ về ngay. Nếu tôi biết được những gì xảy ra sau đó, chắc tôi đã đi cùng bố tôi.
Sao hôm nay không ốm chứ? Anh về đi, tôi không muốn ngủ với anh nữa. Sao hôm nay em lại từ chối anh? Chưa bao giờ mày từ chối tao cơ mà. Mày muốn tao phát cuồng lên chứ gì? Được. Mẹ mày, chắc lại có thằng nào rồi chứ gì. Mày muốn uống nước đầm thì xuống đây. Xuống nước thì tao thua mày. Đợi đấy, thế nào tao cũng ngủ được với mày. Mày xuống đây. Tao sẽ không để mày thoát khỏi tay tao đâu. Chị bán cho mấy quyển sách giáo khoa? Lớp mấy hả anh? Dạ, sách lớp 4 đó. Xin chị. Vâng. Bố tôi không biết được rằng khi trên trời có những tia nắng duyên mây như thế là ở đầm hoang sắp có rông lớn. Những lúc như thế không ai dám đi trên đầm cả. Anh ấy ở trên cả. Đừng nói cho mọi người biết mà người ta lại vứt anh ấy xuống đầm. Tôi van anh, cho tôi được chôn anh ấy ở đây, rồi anh muốn thế nào cũng được. Cho tôi được chôn anh ấy nhé. Cô mua, thấy hay hay thì mua, nhưng cô chẳng mặc bao giờ. Tuy còn cũ một tí nhưng còn tốt hơn những thứ bây giờ may. Cô để Trần quen rồi, nhưng cháu không được thế, vì cô là người hư hỏng. Hai cái chụp này tuy có hơi rộng một tí, nhưng mà ngực cháu đang lớn, chỉ một hoặc hai tháng nữa là vừa thôi.
Được rồi đấy. Còn mấy cây nữa, cô biết cữ cháu rồi. Để cô sửa lại, mai sang mà lấy. Sao nào? Mời anh lên quan sát. Lại còn cái xã nào nữa? Đây là lần đây, cuối cùng sao tôi nhắc anh. Thôi. Không được nổ mìn giết cá. Ngày mai mời anh lên ủy ban xã nổ vũ khí, anh rõ chưa? Thôi ta đi thôi. Anh nhớ nhá. Ta đi. Đã mò đến đầm hoang này mà cai còn rồi cơ đấy. Tao ăn sắp cạn rồi các con ạ. Chỉ còn hớt nước mà nấu rượu thôi. Cậu cứ chờ ở đây nhé. Cô chú ơi, cô chú có nhà không? Có khách tới thăm đây, cô chú ơi. Cô chú ơi, có nhà không? Cô chú. À, chào cụ. Hôm nay tôi mới tới thăm cụ đây. Mời ông vào nhà. Dạ vâng. Ông vào đi. Xin phép cụ. Biết cụ ở đây, chúng tôi thay mặt ủy ban xã đến thăm cụ. Gọi là kính trọng bậc cao niên của đầm hoang. Ta tưởng các ông đến bắt ta. Sao cụ lại nghĩ thế? Trước ta đi làm phỉ, đi làm cướp. Chuyện cũ đã 50 năm rồi, nửa thế kỷ trôi qua rồi, cụ ạ. Dân thị trấn sắp đến đây, ngoài đó sẽ mở đường cao tốc. Ông xin cụ. Đi. Đầm hoang sẽ trở thành khu du lịch nghỉ ngơi, cụ ạ. Sao bây giờ các ông mới nghĩ đến điều đó, đầm hoang sắp cạn kiệt cả rồi. Bây giờ nếu nghĩ đến cuộc sống của đầm hoang này, phải trồng cây này, nuôi cá này, mất 10 năm, 100 năm nữa mới làm sống lại được cuộc sống của đầm hoang này. Xin phép cụ. Chào anh quên em rồi à? Vào ăn phở đã. Vào đây. Anh ngồi xuống đây em làm phở anh ăn nhé.
Mày định dùng nước phở để ngâm cái thằng đầm hoang ấy đấy à? Kệ con. Con ấy là vợ anh đấy à? Chị ơi, cho em xem đôi dép. Nhanh ơi, đi về. Cái con bán phở cứ tưởng em là vợ anh. Rồi anh trả lời nó thế nào? Anh không thèm trả lời nó. Nhành ơi, anh đừng nói gì cả. Có chuyện gì mà mày hét toáng lên thế? Cháu mua kem cho cô này, nhưng nó chảy thành nước hết rồi. Mày phớn phở thế kia, chắc là có chuyện gì vui lắm hả? Mày ấy rồi phải không? Ấy gì ạ? Mày ngủ với thằng Tuân rồi chứ gì? Cho chúng nó sớm, rồi lại trở thành con đàn bà hoang như tao thôi Nhành à. Sao lại khóc? Cô Di nói gì em khóc? Cô Di nói em đã ngủ với anh rồi. Nhanh, cho anh nói. Anh muốn. Cái gì cơ? Anh yêu em, Nhành. Anh muốn. Em chưa bao giờ thấy sợ như thế này. Anh muốn lấy em làm vợ. Di ơi, Di ơi, anh mang rượu cho em đây. Mở cửa cho anh nào. Anh phải chọn loại rượu ngon, loại rượu mà em thích ấy. Mang sang cho em đây này. Anh về đi, tôi mệt lắm. Gì? Đã bao giờ em từ chối anh đâu? Anh về đi, anh đừng sang đây nữa. Lâu lắm rồi, chúng mình chưa ngủ với nhau. Tôi không muốn. Nhưng tao muốn. Cút! Tao tẩm chúng mày lắm rồi. Bố tao vừa chết, cả lũ chúng mày xuống và lột quần tao, làm hại đời tao. Chẳng đứa nào muốn lấy tao làm vợ. Thì bây giờ anh lấy em làm vợ. Mày và chúng nó đái xong một bãi là bỏ đi ngay. Chết thì cùng chết. Anh không về đâu. Anh buồn lắm. Chẳng có ai muốn tin anh cả. Anh biết là em thù anh. Từ khi em gặp thằng Thảo, em càng khinh anh.
Bây giờ nó chết mất rồi. Giả như nó đừng chết, chắc em đã có một gia đình. Anh không đáng mặt làm chồng em. Nếu không có hai đứa con thì chắc anh cũng bỏ nơi này mà đi. Thôi đừng uống nữa, vào trong nhà đi, kẻo cảm lạnh đấy. Anh không muốn vào nhà em nữa đâu. Anh không muốn sống với em như trước nữa. Đừng uống nữa, em xin anh. Sao anh không chết đi, để cho thằng bạn anh nó sống? Giá như trước đây anh cũng nghĩ được như thế. Thôi, bây giờ anh nghĩ lại cũng được rồi. Anh chán hết rồi. Bây giờ anh chỉ muốn kiếm một ít tiền, mua cho thằng Tuân một chiếc xe để nó chạy xe ôm. Hay chúng mình vỡ lại đất của anh Thảo. Anh quên hết rồi. Quên cả việc đổ mồ hôi ra để mà sống với đất nữa. Mày nhìn thấy rồi hả? Chúng con cũng kiếm ăn được. Bố không phải làm chuyện nguy hiểm như thế. Im mồm! Tao làm cũng chỉ vì mày đấy. Bố cứ để chúng con làm, bố không việc gì phải vất vả như thế. Không khiến. Bố, con xin bố, bố đừng làm chuyện phi pháp. Câm mồm ngay! Tao cấm hai đứa, chúng mày không được động vào chuyện của tao. Cút xuống bếp! Có đau không? Không đau, chỉ tức. Tao làm gì mặc tao, chúng mày coi như không thấy, không biết. Nhớ đấy. Còn đau không? Như thế này thì không đau nữa. Lúc nào em cũng chỉ muốn anh ôm em như thế này. Nếu bố không cho anh lấy em, anh sẽ đưa em trốn đi nơi khác. Không được. Không được bỏ bố lại đây một mình. Thôi, em đi nấu cơm cho anh ăn nhé. Tao đến để trả tiền chúng mày đấy. Mày muốn kiếm nữa không? Tao chỉ muốn kiếm đủ rồi thôi. Tao chỉ sợ mày không bỏ được thôi. Đã lao vào chuyện này giống như nghiện thuốc phiện ấy. Tao còn hai đứa con, tao muốn làm lại cuộc đời. Bước chân vào đây không dễ gì mà ra đâu. Mày đã dây máu ăn phần rồi đấy nhá. Thôi, nằm xuống đây làm một bi đã. Say cả đấy. Bố đồng ý, em sẽ cho anh tất cả.
Tuân, nhanh. Ai cho chúng mày ngủ với nhau? Chúng mày loạn dục với nhau như thế hả? Anh em mà lại ngủ với nhau như thế à? Mày lớn hơn nó. Chính mày đầu têu dụ dỗ nó, chứ không ai khác. Không, cháu xin chú. Tại cháu xuống đây với anh Tuân ạ. Thì ra là mày. Đồ hư hỏng, mày cút ngay về bên nhà. Từ nay tao cấm hai đứa không được ở với nhau. Con xin được lấy anh Tuân. Mới nứt mắt ra mà muốn ngủ với nhau à? Lấy gì? Mày không được lấy thằng Tuân. Nhưng con với em Nhành là... Lão, mày tưởng một đứa con nuôi, một đứa con hoang, tao không có quyền sai bảo à? Tao nuôi, còn tao hết. Tao sẽ cho mày một trận thừa sống thiếu chết, cho mày chừa. Còn con kia, về bên nhà. Từ nay tao cấm hai đứa không được ở bên nhau. Cơm gạo tao nuôi. Tao cứ tưởng chúng mày còn bé lắm. Cô Di ơi, giờ này mà cô vẫn còn ngủ à? Mày bảo tao không ngủ thì còn làm gì nữa? Mời cô ăn cỗ hay sao mà gọi toáng lên thế? Bố cháu đuổi cháu về bên nhà cháu rồi. Sao cơ? Tối hôm qua lúc bố mày còn ở đây với tao, vui vẻ lắm cơ mà. Bố cháu nhìn thấy cháu với anh Tuân nằm với nhau. Tao biết ngay mà. Lửa gần rơm, có ngày cháy rụi cả đống. Không phải, chỉ nằm cạnh nhau thôi, chưa làm gì cả. Cháu chỉ muốn lấy anh Tuân, nhưng bố cháu, chú ý không cho. À, thế ra không nhận bố nữa cơ đấy. Không phải, vẫn là bố, nhưng cũng như bố Thảo. Chú ấy còn cấm cháu không được gặp anh Tuân nữa. Tưởng gì, có rào rậu đường xá gì đâu mà khó gặp nhau cơ chứ. Để tao bảo với bố mày, cho chúng mày lấy nhau. Ở cái nơi chân trời góc đất này, không lấy nhau thì còn làm được cái gì? Bố mày cũng đang muốn lấy vợ đấy. Bố không phải với con. Suốt cả đêm bố không ngủ được. Lúc nào bố cũng chỉ biết đánh đập mắng chửi con. Bố không biết nuôi con. Bố không chữ nghĩa, không hiểu biết. Bố quen sống giành giật đâm chém nhau. Bố không biết là con với cái Nhành, con lấy được nhau không? Bố chỉ biết là anh em thì không được lấy nhau, không được loạn luân. Con với em Nhành là con của bố, nhưng lại không phải là con của bố đẻ ra. Thank you.
quay sang bên đấy, không thấy em đâu cả. Tưởng mất em. Em chỉ là vợ anh thôi. Cô tên này thì em không chịu được đâu. Em sợ lắm. Em không ăn không ngủ được. Anh nhớ em. Anh yêu em nhiều lắm. Yêu từ bao giờ thế? Từ lâu rồi. Anh cũng không biết từ lúc nào nữa. Em cũng thế. Chỉ có một mình anh được yêu em thôi nhá. Về đi em. Về đi. Ngày nào chúng mình cũng sẽ gặp nhau. Cầu mong mọi người cho chúng mình lấy nhau, để em được cho anh tất cả. Bố đây. Bố. Kêu cái gì? Bố mày bán mày cho tao rồi. Anh ơi. Mày có kêu lên thì cũng không ai nghe thấy gì đâu. Nhanh. Rồi. Sao cuộc đời tao và cuộc đời mày lại khốn nạn thế này? Cái đầm hoang này đã giết chết tao, còn giết chết cả mày nữa. Con ơi, cô ơi, con muốn chết. Đừng nói dại nhanh, sống khổ vẫn hơn là chết. Con mất hết rồi, con chẳng sống để làm gì nữa. Đừng nghĩ dại con, còn có cô đây. Lúc ấy cô cũng muốn chết nhưng không chết được. Không ai cho con chết dễ dàng như thế đâu. Con, con ơi, nhỡ con nhầm thì sao? Con sang bên này rồi à? Bố, bố thật đáng chết. Mày, tại sao bố lại bán rẻ em nhanh? Tao. Bố làm hại đời con rồi. Sao bố lại đuổi con đi? Sao bố lại đuổi con ra ở một mình? Tao biết đứa nào làm hại mày rồi. Đây. Cảnh ơi. Không, em không làm vợ anh được nữa. Mày làm hại con gái tao. Ở cái đầm hoang này không có họ hàng, anh em, con cháu gì với ai cả. Chỉ có đàn ông, đàn bà, con đực và con cái.
Nhanh! 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 Em không được chết, em phải là vợ anh. Em và anh muốn sống cho nên người thì anh lại chết. Ai sẽ dẫn các con anh ra khỏi đầm hoang này? Anh chưa trả lời với chúng nó. Chúng nó có lấy được nhau hay không? Bố! Bố ơi! Con có tội với bố. Sau ngày đó, xã cử tôi đi học trường sư phạm nội trú để về dạy học sinh tiểu học. Ông chủ tịch xã nói phải lấy người đầm hoang đi học thì mới dám trở lại đầm hoang để sống. Dù ở đầm hoang đang định cư cho dân thị trấn chuyển đến và sắp trở thành một khu du lịch. Bố Phản chết đi, không nói cho chúng tôi biết chúng tôi có được lấy nhau hay không, nên chúng tôi không dám lấy nhau. Sáng nay nghe chim khách kêu mãi, sao bây giờ mới về con? Con bị nhỡ xe ạ. Con về mà chẳng báo gì cho nhà biết cả. Bây giờ ở đây có bưu điện, có người đưa thư rồi. Cô sắm như thứ này để làm gì? Rồi cũng đến lúc con phải lấy chồng, có gia đình. Cứ như cô thì đã đành. Kìa, mày đi đâu đấy con? Sao không ở nhà ăn cơm đã? Con ra thăm mộ bố. Đây sẽ có thêm một ngôi mộ nữa. Lần này tôi về quê sẽ đưa mẹ tôi lên đây. Tôi đã coi đây là quê hương của tôi. Cô Di nói khi nào cô chết, hãy chôn cô trên hòn đảo nhỏ bé này. Ở đầm hoang không ai ném người chết xuống đầm nữa. Đã bảo bế con xuống trước lại đi bê nồi nước phở. Đi nhanh con. Bố bé này. Này, đỡ nó này. Tuấn đã lấy vợ,
có hai đứa con. Vợ Tuân chính là cô bé ngày xưa đã xùi bỏ con trai đánh Tuân mỗi lần Tuân ra vô huyện.